Cun. Cun. Lên 8 nào. Ê, không biết hôm nào tôi sẽ vào được con nét vét này nhỉ. Xem nào, cái tơn này nếu mà form form tay mình sẽ lên một con ổn ổn tí. Mình sẽ chạm đến một trong ba con này thì có thể là em thử vote cho tôi với nhá. Nếu như kèo này anh em trong 112 anh em muốn chơi kèo nào thì anh em vote kèo đấy nhá. Vira 50% kìa. Không, cái chỗ này mà đập lên được con đấy là cũng được rồi. Perisic à? Chà chà, được. Nghĩa nghĩa Perisic kia rồi nha. Làm phát 6. Nháy. Nháy sao lên đơn giản đấy nhờ. Cộng 5 thôi mà. Đây rồi. Dây 5. Dây 6 thì đập mấy con nhỏ nhỏ xong vào mấy con to. Mấy tay nhỏ thôi nha, đừng có lên nhá. Kèo này nữa thôi, 3 con nhỏ thôi. Nên đôi con to là đẹp. Dây này gọi là cái dây tin tay này. Vậy thì mình sẽ đệm thêm một kèo Benjamin Pavard nữa thôi. Rồi mình sẽ lên kèo Chabunkun và Vidic là hợp lý. Ôi, ăn thua đi. Ây, ui. Nhất là phát này xịt này. Đấy. Lên thì cũng hơi dở hơi đấy. Nhưng phải qua tay này. Hố làm sao qua tay này là chúng ta vào được Vidic rồi. Vì đích trước hay Chabunkun trước ta? Rồi, Chabunkun đi. À, bây giờ mua phôi cũng rát này. Phiếu à? Phiếu không có nhiều nhở. Theo như tôi tính toán là tầm này lên được rồi. Không lệch đi được không? Liệu chúng ta có nên xài một trong hai cái phiếu với hai kèo này không? Và phiếu nếu như mà xài ai thì hợp lý hơn? Cả hai kèo đã có cộng 8 rồi thì cha hay vi đích? Bị cha hợp lý hơn đúng không? Dùng cho ST thì hợp lý hơn đúng không? Rồi, cha Bunkun sẽ là người được xài phiếu. Cả hai kèo đều có cộng 8 rồi. Tôi nghĩ là thời điểm này nếu như mà có bi cha cộng 8 thì sẽ rất là ok. Nên là chúng ta sẽ dồn vào kèo cha Bunkun cộng 8 đi. Nhưng thời điểm này tôi nghĩ là lên được rồi. Nào, chơi Chabunkun. Úi dồi ôi, về 1. Úi dồi ôi. Về sâu thế. Thường về 1 thì dùng phiếu nó có lên không anh em? Chơi. Oh shit. Câu trả lời là có các bạn nhá. Ôi trời ơi, phải lên chứ. Trời ạ. Yes. Để tôi gửi cho anh Phan Inter cái. Lấy anh liền. Ở cái dây này, cái dây này được chơi nó tin tay hơn này. Thường tôi vẫn tính mà các bạn, mình cứ làm theo form bình thường thôi. Tôi đã rời các bạn kể là đang buông cung xịt, con kia vẫn lên. Thề. Không xịt, không lên thì thôi nhưng mà tôi vẫn thề. Đây, chúng ta lại có phiếu, bây giờ phiếu lại có thể xài cho Chabunkun. À. Ui, nhiều kèo có thể xài phiếu nhờ. Vẫn còn kèo Vidic đang nằm chờ. Đấy, cộng 8 này, tôi đá rồi. Kèo này thì mang lại cho mình một cái cảm giác lực là có thể gánh team. Nào, bây giờ mình sẽ làm lại một giây nữa đi. Mione, Van Gogh và Perisic. À, tên này cũng to nha. Nhưng mà nên đẩy vào kèo to để cho nó bớt xịt.
Bắn steroid đi. Rút. Nếu mà dây này chơi Perisic thì hơi to nhỉ. Mình nghĩ là mình cứ quay lại mình chơi một dây này đã. Vào ngay Perisic thì nó hơi vội. Giờ này đang bị bệnh đập thẻ quá đà. Bệnh này khó chữa lắm. Thực ra cái việc đập thẻ nó cũng hay, nó cũng có hai chiều hướng đấy các bạn ạ. Thứ nhất là nó cũng giúp chúng ta xả stress, nhưng mà nó cũng có cái mặt ngược lại đấy, đấy mang stress quay lại trở lại người mình. Nhiều khi tôi không biết là cái gì nó xả cái gì cơ. Đập xong mẹ mang cục tức vào người, xong ngồi tự hỏi bản thân mình đã làm điều gì sai. Xong kèo này chúng ta sẽ vào Nemanja Vidic. À, Simba! Trời ơi! Tại sao không thể đợi người ta một nước nữa thôi? À, chết. À, qua đúng tay đó rồi á. Cầu nick này đang nó đang đẹp này. Ừ, ngon mà. Sao phải bỏ? Rén rồi. Quân que gì vậy? Ủa sao nó lên nhiều ta? Yeah. Nhà phân phối Wellbeck à? Chưa bao giờ kiếm tiền nó lại dễ như vậy. Ê tơn, cái tơn này nếu mà lên con 7 nào 1, 2, 3, 4, 5. Vô lý. Tí đập hết dàn Webex mồi nó cũng ok la ta. Vậy bây giờ mình chuyển hướng đi. Thử thách đập tất cả Webex, nếu tất cả Webex gì thì chúng ta sẽ chơi Nemanja Vidic. Chúng ta không phải nghĩ nhiều gì với cái kèo này luôn á. 1, 2, 3, 4, 5 con Webex. Quá là ổn áp luôn, khó mới nghĩ. À, thẻ này không xài được. Thẻ 50 tỷ lận á. Đi nêm ăn ra. Nào. Chơi. Vì đi. Cầu đẹp này. Anh trẻ. Về 6 à. Đây rồi. Con này có giòn đấy anh em. Nhưng mà tóc hơi trấu nha. Đây một con chính này. Chaloba. Về 5 à. Úi giời ơi, sắp lên rồi. Sang ngày mới à. Mày đập luôn đi, vào phát chơi luôn nha. Ui. Về 5 này. Nãy mọi người vote Vieira đúng không? Vieira và phiếu. Đây, cái kèo vote ban đầu của anh em là Vieira đây. Đẹp rồi. Lên choành dài quả Vieira. Cháy sườn. Phiên bản chưa đặt lên được. Linh tính mách bảo cho tôi. Có thể nó sẽ hồi về 7. 4 hủy 8 đập. 1 này. 2 này. Ba này. Bốn hủy này. Tám đập nè. Cháy 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 cháy. Hai. Ba.
3 4 5 6 7 Nhịp cuối. Chơi. Đìa ra. Ê, hơi tốn phôi nha. Cái dây này dây đẹp luôn á. Không xài giờ phí. Tiền đó mua phôi hơn. Từ đã, để tôi thảo luận với anh Phan Inter xem có chơi cha bun cun không. Tại vì bây giờ này, chúng ta chỉ có một cái phiếu thôi. Theo như tôi nghĩ là có thể sẽ lên đấy, nhưng mà chúng ta nên xài phiếu vào ai? Chúng ta nên xài phiếu vào Viera hay là cha bun cun đây? Đây là một cái rất là khó nghĩ luôn á. Thôi rồi, bây giờ anh em mình cứ chơi Viera trước đã nhá. Mười hai giờ mười hai, 30 tháng 8, Patrick Viera lên xuống 5 mà xuống 5. Nhưng mà nãy giờ mình để ý là hình như là toàn đập về 5 hay sao á. Chai bun cun nhá. Mình cũng chỉ cố tay mày nữa thôi mà. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ xem là mình có nên... Trời ơi, nhìn dàn hảo thủ ai cần làm phôi cho bun cun. Cha bun cun. Hai cơ hội. Tập phiếu nữa. Nào. Cha bun cun lên 8 nào. Cha à, quá là đỉnh luôn. 4.17 kèo là trưởng 20 chấm. Đúng là quá là đúng đắn khi chúng ta không xài phiếu vào Viera. Xài phiếu vào ra có khi nó lên ấy. Cái này là con thứ hai. Kéo nọ con đầu là mình vào đá lắm. Đỉnh cao luôn. Wow. Nhưng mà đá cặp cùng rô béo thì quá là ghê gớm luôn á. Kèo này cặp rô béo đúng chuẩn bài gì nữa. Ui, cặp đôi tiền đạo kìa song sát. Cặp đôi tiền đạo phối đạo chuyển nhượng. Đúng đấy. Chỉ là phải chú ơi rồi, chú nhìn. Chá bún cun. Đấy, ôi trời ơi. Em đề cuốn dân đi các bạn ơi. Mình đóng kìa. Ôi trời ơi. Giòn. Cha. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Bà lát rất ngon. Bóng vượt lại, quả đi thẳng vào lưới, thật may mắn. Ôi trời ơi.
cứng ấy, thằng bằng ghê á. Và đây là cú sút, đó là pha cản bóng thân sâu. Đi nước chân che vươn cứng. Ăn mà. Đấy đó. Yeah.